Bây giờ chúng ta để ý bài tập đúng nhá. Mở vai, ghìm vai về phần hông. Lưng thẳng, siết mông. Cẳng tay là vuông góc mặt sàn, khép nách lại nhá. Đấy, cố gắng là để lưng, mông, vai, cổ luôn nằm trên một đường thẳng, gập cằm lại. Đấy, gồng kho, mở xương bả vai. Lỗi đầu tiên là chồng mông, đặt tay thì quá cao, cánh tay thì mở quá rộng, mông chưa siết. Chúng ta có thể nhìn hình ảnh như thế này, mũi tên xanh là đúng nhá. Còn một cái lỗi của chúng ta là khi chúng ta để vai này buông quá, tay thì để quá cao, mở cẳng tay thì quá rộng. Khi mà mình xuống ấy, có thể lưng chúng ta cũng xuống nhưng mà mông chúng ta không siết. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy như thế này.